chiều chủ nhật đầu tiên của năm mới, khi đang ngồi thư giãn bên ly cà phê và thưởng thức chút ánh nắng ấm áp, tôi vô tình đọc được câu này. Bạn chính là vạch xuất phát của con bạn. Dường như ngay lập tức trong đầu tôi nảy sinh một suy nghĩ. Câu này sai, vớ vẩn. Nhưng mà khi kiểm tra lại cái suy nghĩ ấy để có thể suy nghĩ sâu hơn, hay còn gọi là tư duy phản biện, tôi đã vạch ra tất cả những chiều xuôi ngược mà mình có thể nghĩ ra để suy ngẫm về nó. Và kết quả là nó cũng khá thú vị. Tiếp theo đây, tác giả Dương AQ sẽ làm rõ quan điểm của mình qua ba khía cạnh chính. Đó chính là vật chất, tinh thần và sức ảnh hưởng. Nhớ xem đến cuối video nhá. Chúng mình có một bật mí nho nhỏ về một dự án sắp tới của Spider Room đó. Một, về vật chất. Đầu tiên là khía cạnh vật chất. Suy nghĩ ban đầu của tôi là mình làm ra bao nhiêu khi chết đi không mang theo được và thừa kế lại cho con cái của mình. Do đó vật chất tích lũy của mình chính là điểm xuất phát của con cái của mình. Với quan điểm hơi khác một chút, tôi lại không khoái cái suy nghĩ thừa kế hết tài sản. Tôi thích cái cách người giàu dạy con trong những cuốn sách và bài viết mình từng đọc. Đó là họ chỉ chu cấp đủ chứ không hề bừa bãi và tràn lan. Nhưng mà thế nào là đủ? Câu này không khó như là tôi vẫn nghĩ trước đây khi tìm hiểu về quản lý tài chính cá nhân. Tôi phải liệt kê và đánh giá một cách nghiêm túc về những mức chi phí tối thiểu cho cuộc sống của mình. Dựa trên cái mức chi phí tối thiểu này, tôi có thể biết bao nhiêu tiền là đủ cho mình mỗi tháng, mỗi năm. Khi kiểm soát được cái chi tiêu ở mức này, tôi thấy đây chính là ngưỡng đủ. Vậy nên tôi đồng tình với cái quan điểm cho con mình một mốc tài chính vừa đủ. Tất nhiên mức chi tiêu theo từng độ tuổi, từng giai đoạn của cuộc đời sẽ là rất khác nhau. Do đó tôi cũng cần tìm hiểu thêm về mức độ đủ của các giai đoạn nữa. Do đó về vật chất, tôi cho rằng bạn tạo ra vạch xuất phát cho con của bạn. Bạn có quyền chủ động hoặc là bị động khi bỏ qua quyền này trong việc xác định vạch xuất phát của con cái. Thật khó để đánh giá vạch xuất phát nào thì tốt, bởi góc nhìn của mỗi người, điều kiện của mỗi người đều khác nhau. Nhưng ít nhất thì cái sự chủ động xác định vạch xuất phát sẽ tốt hơn là bị động. Bởi vì khi đã đặt đúng điểm xuất phát, ta có thể chủ động trong nhiều thứ khác để chuẩn bị cho chặng đường phía trước. Mà việc này mới là thứ quan trọng hơn. Điền nguyện vọng khối ngành gì? Chọn nghề nghiệp ra sao? Bí kíp hướng nghiệp người trong một nghề mang đến nội dung và giao diện hoàn toàn mới. Cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022. Trắc nghiệm tính cách talent để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách của nhà nhẹ nhá. Thứ hai, về tinh thần, tri thức, suy nghĩ. Tiếp đến là về khía cạnh tinh thần, tri thức và suy nghĩ. Ban đầu, khi tiếp cận khía cạnh này, tôi nghĩ là không thể thừa kế những cái thứ ở trong đầu mình được bởi vì nó là vô hình. Cũng không thể bắt ép con cái phải học, phải tìm hiểu những cái thứ mà mình cho là đúng bởi vì chắc gì đã là đúng với bọn nó. Đây gia đình cha mẹ rất giỏi về tri thức nhưng con cái lại không thể thừa kế được một chút xíu nào tinh hoa này. Kiến thức phải là thứ tự học và tự lĩnh hội mà thôi. Đến khi nghĩ kỹ hơn, tôi lại chuyển hướng sang một lối như thế này. Có rất nhiều người đã thành công trong việc đem kiến thức của họ, kinh nghiệm của họ ra dạy cho con cái. Vấn đề không phải là ép buộc con cái học mà là thao túng tâm lý của chúng nó để cho chúng nó thích học, muốn học. Đồng thời những người này luôn sẵn sàng khi con mình hỏi đến. Để thành công cho cuộc sống, khả năng cao là một người phải làm tốt việc kiểm soát tâm lý của chính mình và có khả năng đọc và hiểu cảm xúc của người khác. Gọi là thao túng tâm lý thì đúng về bản chất nhưng sẽ dễ bị hiểu sang một cái hướng tiêu cực. Ở đây, sự thao túng sẽ mang ý nghĩa tích cực. Đó là điều hướng suy nghĩ, sự tò mò của đối phương sang con đường mà mình muốn. Ví dụ như là muốn con cái học ngành công an thì có thể cho nó tiếp xúc với cả những cái tấm gương công an tốt, nhận thức được sự nguy hiểm của tội phạm tới bản thân, gia đình và chui rèn lòng dũng cảm của nó. Không phải nói trực tiếp rằng con phải đi học ngành này, mà là tạo các điều kiện tốt nhất để phát huy những phẩm chất phù hợp với ngành nghề, khơi gợi cái sự yêu thích và quan tâm tới ngành nghề đó. Khi đã gieo mầm thành công thì có thể sẽ có kết quả như là ý mình muốn. Mọi hành vi của chúng ta không phải tự dưng mà xuất hiện, mà nó theo một chu trình gọi là nhân quả. Có một câu nói khá là phổ biến, gieo suy nghĩ, gặt hành động, gieo hành động, gặt thói quen, gieo thói quen, gặt số phận. Vậy nên việc tạo ra một vạch xuất phát về kiến thức, về suy nghĩ cho con cái là hoàn toàn có thể được. Vấn đề là ta phải chủ động kiểm soát những cái thứ mà ta gieo. Bởi vì mọi lúc, mọi nơi, mọi người nó gặp sẽ đều gieo vào đầu nó một thứ gì đó. Vậy nên cái việc chuẩn bị môi trường sống và chuẩn bị không gian sống là điều rất cần thiết. Điều này không phải ngày 1, ngày 2 mà có được. Cũng không đơn giản là chỉ dùng tiền mà sẽ mua được. Nó đòi hỏi chính người làm cha làm mẹ phải hướng tới những cái điều đó. Tức là họ cũng phải nhận thức được cái vạch xuất phát trong tư tưởng thế nào là tốt. Phải luôn hành động liên tục trong thời gian dài và hành động thật tâm.
không phải là đối phó theo cái kiểu thấy người này nói hay thì làm theo, mà phải làm cái thứ mà họ thật sự hiểu. Tuy nhiên, đây lại là cái thứ khó làm được nhất, do nó đòi hỏi cả về điều kiện vật chất, tinh thần và xã hội nữa. Có rất nhiều thứ khó để kiểm soát nên không thể nào chủ động hoàn toàn được. Nhưng mà tôi lại tin vào một thứ, cha mẹ làm gương cho con cái. Thế nên nếu không thể chủ động thay đổi được môi trường sống và xã hội thì ta có thể chủ động ở hai mặt. Bản thân ta và cách ta hành xử với cả môi trường và xã hội, dạy con đối phó với những cái thứ độc hại cũng là một điều tốt, chứ không hẳn là chúng ta nên giữ nó tránh xa cái xấu. Bản thân ta không biết được cách đối phó và vượt qua những thứ đó thì sao mà dạy cho con, sao mà chuẩn bị cho con được. Cho nên có thể nói, chính những cái thứ gì mà ta đang làm, đang sống là vạch xuất phát của con về mặt tinh thần. 3. Sự ảnh hưởng. Có một thứ mà tôi thấy ngày càng nhiều, đó là sự ảnh hưởng của cha mẹ tới xã hội sẽ tác động đến con cái. Cách cha mẹ kiếm tiền và cách họ đối nhân xử thế, cách họ tiêu xài, cách người khác nhìn nhận và đánh giá về họ sẽ gieo vào đầu con cái của họ. Nó đến trong vô thức và không thể kiểm soát. Trong phần này thì tôi sẽ nói về những cái sự ảnh hưởng từ bên ngoài vào là chính, bởi cái sự ảnh hưởng chủ động tôi đã nói ở phần trên rồi. Có rất nhiều thứ mà ta làm mà không có kết quả ngay lập tức, mà nó sẽ đến rất chậm rãi, kiểu như là đời cha ăn mặn thì đời con sẽ khát nước. Câu này thường hiểu theo cái nghĩa tiêu cực, nhưng mà tôi thấy nên hiểu theo cả cái nghĩa tích cực nữa để cân bằng nó. Đó là cái gì ta làm hôm nay có thể tác động tới con cái ta ngày sau. Mà cái kết quả này khó để biết được rằng nó sẽ tác động tích cực hay là tiêu cực. Ví dụ nhá, bạn nghĩ bạn làm một điều tốt, tạo sự ảnh hưởng lớn cho xã hội, như kiểu một vị chủ tịch đi. Bạn nghĩ rằng con cái sẽ tự hào, sẽ có vạch xuất phát và ảnh hưởng tới nhiều người, được mọi người kỳ vọng đúng không? Vấn đề là ở cái sự kỳ vọng đấy. Bạn càng thành công, càng có sức ảnh hưởng lớn, thì người ta lại càng kỳ vọng con của bạn sẽ phải làm được những cái điều hơn thế nữa. Bởi vì nó có vạch xuất phát chính là bạn rồi cơ mà. Khi bạn biết được con của bạn không đáp ứng được cái sự kỳ vọng đó thì nó sẽ thế nào không? Áp lực phải thành công là một thứ có thể giết chết mọi nỗ lực ngay trên vạch xuất phát. Bản thân tôi cũng đã có lần rơi vào tình trạng này khi đang tập tành sáng tác truyện. Phần 1 của truyện khá thành công nên nhiều người kỳ vọng ở phần 2. Và bản thân tôi cũng kỳ vọng nữa. Đến khi xong phần 2 thì không thỏa mãn được kỳ vọng. Vậy nên tôi hiểu ra rằng sự ảnh hưởng, sự thành công của người đi trước sẽ tác động lớn tới người đi sau như thế nào. Do đó, trong trường hợp này thì tôi không muốn bạn chính là vạch xuất phát của con của bạn. Tôi muốn con cái của tôi có thể tránh được sự ảnh hưởng của tôi tới xã hội. Tôi muốn nó có một con đường của riêng nó. Tôi không xác định được cái vạch xuất phát này. Nhưng có một điều khó khăn là nếu bạn muốn thành công, bạn cần phải tạo được sự ảnh hưởng tới xã hội. Kiểu gì thì kiểu, bạn vẫn sẽ tác động tới vạch xuất phát của con bạn bởi cái sự ảnh hưởng của bạn. Vấn đề là bạn phải dạy dỗ nó, cho nó làm quen, đối thoại với nó, để giúp nó hiểu được rằng thành công của bạn không phải là vạch xuất phát của nó. Nó có con đường khác và nó không phải bước tiếp trên cái con đường của bạn. Thậm chí là nó có thể sẽ phải đi lại từ đầu nếu nó muốn bước vào con đường đó. Và bạn sẽ phải phủ nhận thành công của mình để tránh tác động tới bước chân của nó, khiến cho nó không đủ tự tin hoặc là đi sai hướng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Bạn đã chuẩn bị những gì cho vạch xuất phát của con bạn chưa? Hay là bạn đã biết cha mẹ bạn đã cho bạn vạch xuất phát như thế nào chưa? Hãy cùng kể cho nhau nghe nào. Trước khi kết thúc, Spider Room có một thông báo nhỏ nhỏ. Các bạn nhớ video này chứ? Đây nữa, và cả đây nữa. Chúng mình luôn yêu thích tạo ra những cái video gần gũi, đời thường và có chút nhí nhố như thế này. Và nhìn qua phần bình luận thì có vẻ là các bạn cũng như vậy. Vì thế là trong tương lai rất gần, Spider Room sẽ cho ra đời một dự án vlog xoay quanh cuộc sống của chúng mình. Những video đầu tiên sắp được hoàn thiện rồi. Do đó Spider Room có một việc cần sự giúp đỡ của các bạn. Đâu là những ý tưởng, câu hỏi hoặc là những chủ đề mà các bạn muốn chúng mình triển khai, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì cảm ơn vì các bạn đã xem. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!